Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh review của Thế Giới Đồng Hồ. Thì trong chuyên mục talk show lần trước, chúng ta đã được nghe chia sẻ về chiếc Garmin Fenix 7 series. Vậy thì trong chuyên mục talk show ngày hôm nay, chúng ta hãy đến với mẫu đồng hồ dành riêng cho dân chạy bộ mới của nhà Garmin, đó chính là chiếc Garmin Forerunner 955. Và đồng hành cùng với mình ngày hôm nay thì chính là anh Minh Anh, coach tại Garmin. Chào anh. Dạ. Rất vui được có mặt tại đây, kênh của Thế Giới Đồng Hồ. Mình là Trần Định Minh Anh, đến từ Garmin, là chuyên gia đào tạo sản phẩm. Ngoài ra, mình còn là một vận động viên ba môn phối hợp. Mình có chứng chỉ về dinh dưỡng và huấn luyện viên. Hôm nay rất vui được chia sẻ về Forerunner 955 đến tất cả các anh chị đam mê đồng hồ. Em rất là vui vì hôm nay vẫn tiếp tục được đồng hành cùng với anh Minh Anh trong buổi talk show ngày hôm nay. Và thì em hy vọng là hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ đến cho các bạn khán giả biết thêm về chiếc đồng hồ dành riêng cho dân chạy bộ này nha anh. Dạ. Dạ, ok, chúng ta bắt đầu thôi. Anh Minh Anh ơi, theo em được biết á, là dòng Garmin Forerunner này thì sẽ dành riêng cho dân chạy bộ đúng không anh? Vậy thì anh không biết là anh có thể kể sơ về cái lịch sử ra đời của dòng Forerunner này được không ạ? Cảm ơn câu hỏi của anh. Thì ngay từ cái tên thì chắc chắn các anh chị cũng sẽ nhận ra Forerunner là dành cho runner. Thì từ năm 2003, Garmin lần đầu tiên ra mắt chiếc đồng hồ dành cho dân chạy bộ. Và đó cũng là thời điểm đầu tiên những người chạy bộ được sử dụng một thiết bị định vị GPS mà chỉ cần đeo trên cổ tay thôi. Và từ đó đến nay là gần 20 năm, Garmin đã cho ra mắt rất nhiều sản phẩm dành cho chạy bộ. Và đối với 955 này thì đã có rất là nhiều cải tiến. Và vẫn rất tự hào đây là sản phẩm số 1 thế giới về chạy bộ và ba môn phối hợp. Đỉnh, nghe là đỉnh liền anh. Dạ rồi. Vậy thì không biết là anh có thể kể ra giúp em 3 đặc điểm, 3 tới 5 đặc điểm nổi bật nhất trên dòng Garmin Forerunner này được không ạ? Đầu tiên là đồng hồ rất nhẹ, làm nên từ vật liệu rất là nhẹ. Nếu mà so với lại Fenix 7 tuần trước mình có chia sẻ thì chỉ bằng 2/3 trọng lượng thôi, 50g so với 70 mấy gram. Và nếu mà so với Fenix 7X là khoảng 90g thì đồng hồ Forerunner 955 chỉ bằng gần bằng một nửa so với 7X. Thì với cái trọng lượng nhẹ này, những người chạy bộ họ chuyên phải đánh tay trong quá trình chạy bộ thì một chiếc đồng hồ nhẹ giúp cho runner tập trung vào quá trình chạy bộ, họ không bị cảm giác nặng tay và dành nhiều cái thời gian đó cho trải nghiệm cái quá trình chạy, form dáng chạy và đạt cái hiệu suất được tốt hơn. Forerunner 955 mới nhất này cũng có nhiều cái cải tiến, lý do là vì vừa mới ra mắt cách đây hơn một tháng và thời lượng pin nếu mà so với Fenix 7 thì chỉ thua khoảng 20% thôi. Tức là vẫn rất ấn tượng cho bất kỳ hành trình dài nào. Dạ, phải nói là thời lượng pin của những dòng đồng hồ của nhà Garmin thì phải nói là quá là tuyệt luôn á. Không có gì để ý kiến nữa luôn. Dạ, vậy không biết là ngoài những cái đặc điểm đó ra thì còn những cái đặc điểm nào nó hợp với cho dân chạy bộ không anh? Nếu mà xét về vấn đề hợp cho dân chạy bộ thì Fenix 7 vừa ra mắt trước đó là đã mang đầy đủ tính năng của các môn chạy bộ. Tức là đo lường được hiệu suất và đo lường cái độ chính xác nó rất cao. Thì Forerunner 955 mang đầy đủ những cái tính năng này và cộng thêm những ưu điểm chỉ dành riêng cho dân chạy bộ và dân ba môn phối hợp. Sẽ có vài tính năng rất mới mà chắc chắn là Fenix 7 sẽ cần thời gian để được cập nhật. Mình có thể liệt kê vài tính năng. Và thực tế là bản thân mình khi đang sử dụng Forerunner 955 cũng có sử dụng hàng ngày luôn. Thì đầu tiên là một cái rất mới, đó là đo lường sự dao động nhịp tim, HRV status. Đây là cái tính năng mà hiện tại Fenix 7 vẫn đang cần phải sử dụng thêm dây đo nhịp tim riêng để kích hoạt được cái tính năng này, trong khi Forerunner 955 là có sẵn ngay trên cổ tay luôn. Cái dao động nhịp tim này có nghĩa là ví dụ là nhịp tim mình một phút mình đập 60 nhịp thì không thể nào cứ mỗi giây nó đập một nhịp được. Nó sẽ có lúc nhiều hơn một giây một xíu và ít hơn một xíu. Thì cái đo lường biến động nhịp tim này giúp cho việc đồng hồ đánh giá được cái tổng thể khái quát cái sức khỏe của mình nó chính xác hơn và đưa ra những cái tính năng mới đi kèm theo. Ví dụ như là trong ngày mình làm việc quá nhiều, có quá nhiều cái căng thẳng, rồi có quá nhiều việc cần phải lo. Dạ đúng rồi. Thì dẫn tới là đôi khi là nhịp tim mình sẽ đập nhiều cao hơn, ví dụ như là trên 100 nhịp một phút chẳng hạn. Thì với cái tình trạng đó thì đồng hồ sẽ nhắc mình rằng là bạn đang có vấn đề gì không? Bạn có đang ổn không đúng không anh? Dạ. Bạn có cần phải nghỉ ngơi thư giãn, có cần phải thực hiện một bài tập thở không? Dạ. Thì bản thân mình cũng có những cái ngày mình căng thẳng như vậy và mình khá là bất ngờ với cái lời nhắc này của Forerunner 955 và mình rất là thích. Dạ.
Cái thứ hai nữa là cái morning report, tức là báo cáo nhanh buổi sáng, giống như là khi mình vừa mở mắt dậy mình hay có thói quen đọc báo gì á, thì cái đồng hồ này nó cũng sẽ có một cái loạt nhanh như vậy. Thì những cái tính năng như là sẽ đánh giá chất lượng giấc ngủ của mình tối hôm qua như thế nào, cơ thể mình có đang sẵn sàng cho việc tập luyện ngày hôm nay không. Đó là cái tính năng là training readiness, tức là sự sẵn sàng tập luyện. Tiếp theo nữa là gợi ý bài tập ngày hôm nay. Tại vì nếu mà thể trạng của mình đang không tốt thì cái bài tập gợi ý nó cũng sẽ khác đi một tí. Nó sẽ nhẹ nhàng hơn đúng không? Đúng rồi. Nãy giờ mình đã có nói luôn là có những tính năng mới ngay trong cái morning report rồi đó. Tức là sẽ có cái training readiness. Và cuối cùng một cái tính năng cực hay nữa dành cho dân chạy bộ thôi nha, còn những môn khác không có, đó là race vision, tức là cái mô tả cuộc đua sắp tới. Ví dụ như rằng là tháng 12 sắp tới mình có giải Techcombank Marathon diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, thì mình truy cập vào Garmin Connect, mình nhập thông tin giải, thời gian, cái ngày nó diễn ra, cái thời điểm bắt đầu. Ví dụ mình chạy 42 cây thì khoảng 4 giờ sáng là mình bắt đầu, thì đồng hồ nó sẽ tính toán rằng là cái giải này độ khó nó như thế nào, có nhiều dốc nhiều cầu không, thời tiết ngày hôm đó có nóng không, từ đó sẽ đưa ra cái gợi ý về bài tập tại thời điểm mình nhập thông tin đó cho đến cái thời điểm mà diễn ra cuộc đua. Và cũng sẽ đánh giá nó chi tiết hơn là cỡ cái thông số là dự báo kết quả cuộc đua. Ví dụ mình chạy 42 cây có thể nó sẽ không đạt được mục tiêu 4 tiếng với lý do là cái đường nó khó hơn so với bình thường, thì tất nhiên là bài tập mình cũng sẽ cần thay đổi để đạt được mục tiêu này. Vậy thì kiểu giống như là mỗi dòng của nhà Garmin nó sẽ có mỗi cái tính năng dành riêng cho mỗi nhu cầu từng người đúng không anh? Rồi. Thì đối với chiếc Forerunner này thì em thấy cái tính năng là mô tả cuộc đua sắp tới nó khá là hay anh, kiểu như là nó sẽ giúp cho vận động viên có thể chuẩn bị được sức khỏe nè, cũng như là chuẩn bị được thể lực cho một cái cuộc đua sắp tới và có một cái kế hoạch tập luyện nó phù hợp. Bản thân mình cũng rất mong rằng là Fenix 7 sắp tới cũng được update những cái này. Dạ. Vậy nếu nói vậy là anh thích cái tính năng nào nhất trên chiếc Forerunner 955 anh? Từ ngày mà sử dụng Forerunner thì bản thân mình mình cũng chia sẻ luôn cái cách dùng đồng hồ của mình hiện tại. Đó là mình sử dụng Forerunner 955 từ thời điểm là mình đi ngủ cho đến ngày hôm sau mình tập luyện. Còn lúc đi làm thì mình sẽ đeo Fenix 7. Mình thích là khi mình đi làm mình hay đi gặp đối tác hay gặp gì đó thì mình thích một cái đồng hồ nhìn nó mạnh mẽ hơn. Còn khi tập thì mình chắc chắn mình sẽ chọn Forerunner 955. Mình mang đi ngủ á là nó sẽ đo lường những cái thông số như lúc nãy mình đọc, và ngay khi mỗi lần thức dậy mình sẽ đọc cái morning report để mình biết rằng là tối hôm qua mình ngủ như thế nào, chất lượng cái nhịp tim, dao động nhịp tim của mình như thế nào, và hôm đó mình có thể lực của mình, sức khỏe của mình có sẵn sàng cho các bài tập không. Thì rõ ràng chỉ cần ngủ một giấc sáng sau là mình biết tổng quát sức khỏe mình, nó cũng quá tuyệt vời rồi. Dạ đúng rồi, nó tiện hơn đúng không anh? Dạ thì em cũng thấy là kiểu nếu mà mình đeo Forerunner 955 đi ngủ thì nó nhẹ nhàng hơn so với là dòng Fenix thì mình đeo ra ngoài mình đi làm rồi mình đi gặp đối tác thì nó sẽ ok, tại vì cái thiết kế nhìn nó mạnh mẽ hơn. Dạ đúng. Còn đối với chiếc Forerunner 955 này thì nhìn nó sẽ nhẹ nhàng và nó sẽ khi mà mình đeo đi ngủ thì nó cũng không có cảm giác là bị hơi nặng cổ tay quá đúng không? Đúng rồi. Cái đó là một ưu điểm nữa. Dạ. Theo như em được biết là dòng Garmin Forerunner 955 thì sẽ có hai phiên bản, một cái là phiên bản thường, một cái là phiên bản Solar. Thì anh có thể giúp em phân biệt hai cái phiên bản này được không ạ? Về tính năng. Dạ. Cả hai chiếc đồng hồ đều có tính năng giống nhau. Chỉ khác nhau là Solar và Non Solar. Thì ví dụ như trên tay ân là Forerunner 955 Solar, nó sẽ có một cái viền màu nâu xung quanh ở đây để mà hấp thu cái ánh sáng năng lượng mặt trời để chuyển thành năng lượng cho đồng hồ. Còn đối với phiên bản Non Solar thì sẽ không có cái viền màu nâu đó. Thì cái điểm khác biệt của Solar hay Non Solar nó chỉ là cái thấu kính về sạc năng lượng mặt trời. Và cũng y như là cái lần trước mình có chia sẻ về Fenix Solar và Non Solar, thì cái thấu kính này nó không giúp cho pin của đồng hồ tăng lên, nó chỉ giúp cho thời lượng pin chậm hết hơn thôi. Giữa Non Solar và Solar thì nếu mà những anh chị nào mà thường xuyên chạy bộ ngoài trời, thường xuyên đi làm mà chạy xe máy ngoài trời, thường xuyên tham gia các hoạt động thám hiểm hay là dã ngoại ngoài trời, thì cái thời lượng pin là nó sẽ nhiều hơn so với Non Solar khoảng 20%, tức là lâu hết hơn á. Thì mình trong những cuộc đua dài thì mình cũng yên tâm là sẽ không bị hết pin giữa đường. Dạ đúng rồi, kiểu tự nhiên đang chạy mà tự nhìn lên đồng hồ cái còn 1% pin, lúc đó hơi hoảng đúng không anh? Dạ. Thì không biết là cái lý do là nó có thêm một cái vòng solar này, thì không biết đây có phải là một lý do mà Garmin 955 solar lại xứng đáng là một trong những đồng hồ tốt nhất dành cho dân chạy được không anh? Chính xác, là bao gồm chạy bộ và ba môn phối hợp bơi, đạp xe, chạy bộ. Thì như lúc nãy mình có chia sẻ, đồng hồ rất nhẹ, nó làm cho mình vận động một cách rất là thoải mái. Chất liệu dây đeo silicone,
cũng không làm cho da tay mình bị dị ứng. Những cái công nghệ mới nhất về đo lường sức khỏe là dao động nhịp tim, đo lường trong lúc ngủ, mình sẽ hiểu được cái sức khỏe mình một cách tổng quát nhất. Và trong quá trình tập luyện và hồi phục thì cũng dựa trên cái công nghệ độc quyền của Fastbit. Đặc biệt là trong chạy bộ và ba môn phối hợp thì cũng có đầy đủ tính năng như là Phoenix 7 series trong top show trước. Và một cái nữa mà nãy giờ mình chưa nói đó là Forerunner 955 có màn hình cảm ứng. Nó khác so với dòng 255 đúng không ạ? Đúng rồi, kể cả phiên bản là 945 trước hay 935 hay 920 XT. Thì chắc chắn là với màn hình cảm ứng thì mình sẽ tương tác bản đồ rất là mượt mà, người mới sử dụng rất dễ. Nhiều khi bấm phím bấm vật lý nó mất vẻ lắm. Dạ đúng rồi, kiểu phải nhớ kiểu phím này dùng để đúng làm rồi. Gì, phím kia dùng để làm gì á. Cái lúc mà em cầm con Garmin 255 anh, em cũng hơi bị bối rối vì kiểu em là người mới mà nó không có cảm ứng nữa. Nhưng mà khi mà được cầm những cái chiếc đồng hồ mà kiểu Garmin 955 hay là Phoenix 7 mà nó có phần cảm ứng á thì em thấy nó khá là tiện lợi cho mình để mà mình sử dụng. Vậy thì nãy giờ là chúng ta đã nói về phần thiết kế của chiếc Garmin 955 series này rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thế mạnh của anh Vinh Anh, đó chính là phần luyện tập thể thao và theo dõi sức khỏe. Anh đã sẵn sàng để mà chia sẻ những cái kinh nghiệm của anh chưa ạ? Ok, chúng ta bắt đầu tới với phần chia sẻ thôi. Nếu mà nói đến chiếc Garmin Forerunner thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến việc chạy bộ đúng không anh? Đúng rồi. Dạ đúng. Vậy thì không biết là anh có thể chia sẻ một vài tip để cho chúng ta có thể đeo cùng với chiếc đồng hồ Garmin này để mà có thể tối đa được hết các tính năng của đồng hồ cho việc chạy bộ được không ạ? Mình sẽ chia sẻ câu hỏi này dựa theo cái mục tiêu hoặc là cái bài tập của mỗi người. Tại vì mỗi người đến với chạy bộ hay là ba môn phối hợp là đều có một cái mục tiêu nó khác nhau. Và một cách tập luyện nó cũng khác nhau do điều kiện và thể trạng của mỗi người khác nhau. Thì ví dụ sẽ có những người tập luyện theo nhịp tim. Thì chạy bộ theo nhịp tim là một hình thức chạy bộ dựa theo những cái vùng nhịp tim sức khỏe của mình để đạt được cái mục tiêu mình muốn. Thì Forerunner 955 cũng mang trong mình cảm biến nhịp tim đời thứ tư là mới nhất trên các đồng hồ smartwatch hiện nay. Thì cái độ chính xác đã được nâng cao lên rất nhiều, thì đảm bảo rằng là cái việc đo lường sức khỏe và đánh giá cái hiệu suất của bài tập nó chuẩn chỉnh hơn. Ngoài ra thì sẽ có một số anh chị chạy bộ theo nhịp chân, tức là cadence, là số bước chân mỗi phút, họ sẽ cũng sẽ để ý những cái thông số này. Hoặc là mình là chạy theo cái pace, tốc độ mà dựa theo giáo án hay là dựa theo cái thời trạng của mình ngày hôm đó. Ngoài ra thì có những anh chị chạy theo power, tức là lực chân. Thì đối với chạy theo power thì sẽ cần sử dụng những cái thiết bị phụ trợ khác như là cảm biến đo lực hoặc là dây đeo đo nhịp tim. Thì tất cả những sản phẩm này thì Garmin đều có. Và tiếp theo là những cái trường thông tin trong quá trình mình sử dụng, trong quá trình chạy mình cần phải theo dõi, thì là những cái thông số vừa rồi mình có nói, bao gồm thời gian mình chạy được bao lâu, cadence là số nhịp chân mỗi phút, quãng đường để xem cái quãng đường mình đã di chuyển nó như thế nào. Ngoài ra mình cũng có xem thêm cái Real Stamina, thì như mình nói lần trước trong Phoenix 7 đó là thể lực thực trong quá trình chạy. Tất nhiên đó là một thông tin để tham khảo, nhưng mà mình cũng coi nó một cái gì đó nó rất là thú vị. Tại vì mình cũng chưa từng thử là mình đã sẽ chạy hết cái thanh thể lực đó thì bản thân mình sẽ như thế nào. Nhưng mà rõ ràng là trong những lúc mà mình bất ngờ mình chạy nhanh hơn so với bình thường thì cái thanh nó đi rất nhanh, hạ xuống rất nhanh, thì dẫn tới là mình cũng mệt nhanh thật. Lúc đầu em nghĩ là kiểu chạy bộ thì chỉ là mình chạy thôi, mà em không nghĩ là chúng ta lại có nhiều cái kiểu chạy như vậy. Kiểu chạy theo nhịp tim rồi chạy theo lực chân. Đó là những cái phương pháp chạy giống như mình đi học hay đi làm cũng vậy, sẽ có nhiều phương pháp mà không có cách nào sai cả. Ngoài ra thì trên đồng hồ Forerunner trong lúc chạy thì lâu lâu mình cũng có xem bản đồ chẳng hạn. Tại vì đôi khi chạy ở những cái vùng đất mới, thành phố mới thì mình cũng biết là mình đang ở đâu để xem có bị lạc không. Em cũng biết là khi mà mình chạy bộ ấy thì đồng hồ nó sẽ hiển thị rất là nhiều thông số để cho mình có thể theo dõi. Thì không biết là anh có thể kiểu như là cái thông số nào khi mà anh chạy bộ ấy, khi mà anh trải nghiệm ấy thì anh sẽ quan tâm nhất? Đầu tiên là nhịp tim và tốc độ. Tại vì hiện tại thì rất ít khi là mình chạy bộ theo power. Thì đối với nhịp tim và tốc độ pace mình quan tâm. Tại vì ví dụ ngày hôm đó mình xác định là bài tập của mình chỉ ở vùng nhịp tim 2 hoặc 3 thôi. Với tốc độ là khoảng pace 5.30, 5.15. Thì nếu một trong hai cái chỉ số đó nó khác thường, ví dụ như cùng với tốc độ đó mà nhịp tim mình cao hơn bất thường, thì mình sẽ để ý rằng là
ngày hôm đó mình có thực sự là mình bị căng thẳng hay mình bị mệt sau một ngày làm việc dài không. Còn nếu mà mọi thứ nó vẫn đang đúng trong cái khung đó thì mình đang đúng với cái kế hoạch của ngày hôm đó. Thì đó là một cái phần mà mình theo dõi. Ngoài ra thì mình cũng để ý một chút vào cadence chẳng hạn. Tại vì mình cũng xem rằng là cái số nhịp chân của mình nó có bị cao bất thường hay thấp bất thường không. Điều đó thể hiện là cái sải chân của mình nó cũng sẽ nhiều hơn hay là ngắn đi hoặc dài hơn. Em thì không có thích bộ môn chạy bộ lắm. Nhưng mà đối với những bạn mà kiểu ngoài những bạn mà kiểu họ có đam mê với bộ môn chạy bộ thì không biết là những người như thế nào họ sẽ có nhu cầu để mà tìm mua chiếc Forerunner 945 này ạ? Đầu tiên chắc chắn là những người đang sử dụng Forerunner 945 và 935 thì sẽ có nhu cầu nâng cấp một chiếc đồng hồ mới. Dạ. Tại vì với tầm giá vẫn bằng như là những cái phiên bản trước đây tại thời điểm ra mắt. Dạ. Và được mang trong mình tất cả những công nghệ mới nhất của Garmin hiện tại. Hai là những người thực sự đam mê chạy bộ, thích xem số liệu, xem lại cái hành trình của tập luyện của mình, chạy bộ của mình, ba môn phối hợp của mình, nó tiến bộ như thế nào. Đồng hồ nhẹ, thời trang, nhìn vào một cái là biết runner liền. Giống như là một dấu hiệu để mà khi mà mình ra đường mình nhìn đó. Những người yêu thích những cái môn khác ngoài chạy bộ nữa, tại vì Forerunner 955 cũng có trên 40 môn thể thao. Đồng hồ tốt nhất thế giới về ba môn phối hợp nhiều năm nay rồi, từ những phiên bản đời trước 945, 935, 920 XT cũng đã hơn 5-6 năm nay. Giá hợp lý hơn so với Fenix 7. Dạ, tại nó thấp hơn một tí. Thấp hơn một tí cho đến gần một nửa. Dạ. Thì thực ra tầm giá cũng là một cái mà người dùng rất quan tâm. Một chiếc đồng hồ giá phù hợp mười mấy triệu mà có đầy đủ tính năng mới thì cũng xứng đáng được list vào giỏ hàng, đúng không anh? Dạ. Tại vì mình hoàn toàn có thể mang đi làm, mang đi chơi đều được. Dạ đúng rồi, em thì em thích cái màu trắng này, tại vì màu trắng nhìn nó khá là đẹp và thanh lịch á. Anh cũng thích màu trắng. Nhưng mà màu trắng thì đeo em sợ nó hơi dễ vô tí so với màu đen. Chính xác. Dạ. Thì mình sẽ cần chú ý là mình vệ sinh. Dạ. Thì bản thân mình khoảng vài tuần là mình sẽ sử dụng kem đánh răng. Mình lau nhẹ, lấy bàn chải mình lau nhẹ thì tự nhiên nó lại trắng sáng lại. Thì ở buổi talk show lần trước á thì em có hỏi anh về cái cách chế độ ăn uống và kết hợp với lại chiếc Garmin Fenix 7 như thế nào sao cho nó đúng. Thì ở cái buổi talk show ngày hôm nay thì em sẽ muốn nhờ anh chia sẻ về cái cách để mà mình nghỉ ngơi sau mỗi lần mình tập. Em nghĩ cái này là sẽ có rất là nhiều bạn quan tâm. Tại vì đối với em, cá nhân em nha, khi mà em đeo đồng hồ, ví dụ như hôm bữa em mới đeo đồng hồ mà em chạy bộ, em chỉ chạy kiểu như là em chạy vòng quanh cái công viên gần nhà em thôi, mà em chạy tầm cỡ gần một tiếng, sau đó về là cả hai chân em nhức, nó nhức mà kiểu nó nhức 3-4 ngày đúng không anh? Thì không biết là do cái cách em nghỉ ngơi chưa đúng hay là do nó còn bị tác động như thế nào đúng không anh? Em có thường xuyên chạy bộ không hay là bữa đó nổi hứng chạy gần? Tự nhiên nổi hứng nên là cái đó vậy. Có động lực nào đã thúc đẩy em làm việc đấy? Em chạy với ai? Chắc là em giảm cân. Ở đây mình sẽ phân biệt ra hai nhóm. Dạ. Một số bạn là mới chạy bộ và những người đã có kinh nghiệm chạy bộ. Thì đối với những người mới chạy bộ thì có những lý do đau sau đây. Một là chạy quá cái tốc độ trong cái khả năng của mình. Dạ. Hai là chạy quá cái quãng đường trong khả năng của mình. Giống như em, đột nhiên em chạy gần một tiếng trong khi trước đó chưa từng, không khởi động, không giãn cơ trước và sau khi chạy bộ. Form chạy sai có thể, cái này thì phải cần có một người có kinh nghiệm chạy cùng, hoặc là mình tự quay video lại rồi xong mình gửi cho những người đó xem. Cũng có thể là do địa hình nữa. Thì đa số ở Việt Nam thì cái đường công viên là những cái viên đá nó rất là gồ ghề. Thì dẫn tới là cái form chạy của mình phải chú ý mặt đường, dẫn tới là nó lệch chỗ này thì dẫn đến chỗ khác nó có thể đông, giống như liên đới vậy đó. Còn đối với những bạn mà có kinh nghiệm chạy thì vấn đề đau thường cũng là do mình nâng cao cái tốc độ hay là cái quãng đường một cách bất thường. Ví dụ như là những cái bài long run cuối tuần hoặc là những cái sau cuộc race á, các anh chị để ý là sau mỗi race 21 cây 42 cây thì mọi người sẽ bị đau vài ngày. Thì thực tế những cơn đau kéo dài từ 1 tới 3 ngày được gọi là những cơn đau tích cực. Tức là nó là cái quá trình mà mình phá vỡ những cái nhóm cơ cũ để được xây đắp bằng những nhóm cơ mới. Giống như là mình đi tập gym mà những ngày đầu tiên mà mình đẩy cái tạ xong ngày sau là người mình ê ẩm suốt ngày đó. Nó mệt luôn á, muốn nằm ở nhà không muốn đó, tập đó, nữa. Đó là do cơ thể đã đang xây mới cái nhóm cơ. Thì những cơn đau tích cực này thì nó sẽ hồi phục sau vài ngày. Và nếu mà mình thực sự muốn mọi thứ nó diễn ra nhanh hơn á thì sẽ cần là mình chăm chỉ tập luyện nè. Chế độ dinh dưỡng là nạp nước, nạp tinh bột, nạp chất béo tốt, nạp protein. Chuẩn.
Thì do trong thời lượng này thì mình sẽ không khó mà chia sẻ rằng là như thế nào là chuẩn, tại vì thể trạng và cái nhu cầu của mỗi người khác nhau. Đúng rồi. Và tiếp theo nữa là nếu trong trường hợp là cơn đau nó kéo dài nhiều hơn 3 ngày mà nó đau theo kiểu là làm cho mình cảm thấy khó chịu, đau nhất á, thì một á là mình hỏi các chuyên gia hoặc là mình ghé bác sĩ mình xem. Không biết là đối với những bài tập khác với chạy bộ giống như là bơi hoặc là kiểu ba môn phối hợp hoặc là những cái môn khác á, thì mình có nghỉ ngơi theo cách đó được không anh, hay là mình có những cách khác không ạ? Nó cũng sẽ là có một số gợi ý để mà giúp cho quá trình hồi phục mình nó diễn ra tốt hơn. Một là nếu mà mình đang chuyên tâm với chạy bộ chẳng hạn thì cần có một cái kế hoạch tập cụ thể, không thể nào mà nổi hứng hôm nay chạy rồi mai là chạy tiếp. Thì đa số mọi người tập là theo bài, thì đa số là sẽ chạy xen kẽ hoặc là nhiều nhất là mình chạy 6 lần một tuần, nhưng mà cũng là thời lượng theo kiểu rằng là ngày cao ngày thấp để cho cơ thể có thời gian hồi phục và xây lắp cơ mới. Cơ bản nó vẫn là theo xu hướng tăng, chỉ là lên thấp xuống lại lên đó. Thì ngoài ra thì có giáo án tập nè, và có cái quá trình khởi động chạy vừa phải đúng mục tiêu, giãn cơ sau khi tập, không nên tăng tốc hay là quãng đường quá, chú ý phòng chạy. Một cái yếu tố nữa góp phần vào việc hồi phục tốt đó là giấc ngủ. Ngủ là chính là cái lúc mà cơ thể hồi phục, chứ không phải là ban ngày. Ban ngày là mình sẽ nạp về dinh dưỡng, mình sẽ có những cái hoạt động tích cực cho tinh thần. Còn buổi tối là ngủ. Một cái nữa là trong quá trình chạy mình nên lắng nghe cơ thể của mình. Khi mà mình cảm thấy đau rồi, không nên cố. Tại vì chạy bộ là một cái quá trình rất là dài. Mình nghỉ ngày hôm nay, bữa sau mình chạy cũng được. Mình bỏ qua một cái giải này, bữa sau mình sẽ còn những cái giải khác. Ví dụ thế. Và cuối cùng là nên có thêm một số bài tập hỗ trợ sức mạnh cho những cái nhóm cơ. Tức là đầu tiên là chân chạy thì cũng phải tập cơ cho nó mạnh lên. Ngoài ra thì khi chạy bộ thì đa số mọi người hình dung là mình chỉ sử dụng chân thôi, nhưng mà những nhóm cơ khác trong toàn thân như là kho, bụng hay là vai nó cũng cần phải được mạnh theo. Chạy còn đánh tay, còn phải sử dụng cơ bụng để mà thúc đẩy cơ thể mình tiến tới tốt hơn. Thì đó là những thứ mà góp phần vào cái quá trình hồi phục nó tốt hơn. Còn ngoài ra thì mình có thể tập hỗ trợ các môn khác, như xen kẽ như bơi, đạp xe, để cho đa dạng cái nhóm cơ phát triển. Thì cũng sẽ cần tùy vào thể trạng và mục tiêu của mỗi người và cái điều kiện của mỗi người nữa. Thì đó. Em không nghĩ là kiểu chỉ là chạy bộ thôi, rất là nhiều vậy, đúng rồi. Tại vì bình thường đối với những người mà như em đi kiểu chạy chỉ là chạy thôi, đơn giản chạy là chạy, không mang về mà chạy thôi, chứ em không nghĩ là nó lại có nhiều cái để mà mình cần phải quan tâm như vậy. Thì chúng ta sẽ đến với một cái phần tiếp theo em thấy cũng khá là nhiều bạn quan tâm, đó chính là phần GPS trên đồng hồ. Thì em không biết là ở talk show tuần trước thì mình đã nói về GPS trên chiếc Fenix 7 rồi, thì không biết là Garmin Forerunner 955 này thì cái phần GPS nó có được cải thiện thêm những cái gì mới hơn để mà phù hợp với dân chạy bộ không anh? Đối với hiện tại, Forerunner 955 có GPS đa vệ tinh đa băng tần, tức là kết nối cùng một lúc nhiều dịch vụ vệ tinh, ví dụ như là GPS của Mỹ, GLONASS của Nga, Galileo của châu Âu, Baidu của Trung Quốc, và kết nối đa băng tần, tức là thay vì chỉ đi đường một chiều thì nó đi thêm một chiều nữa, dẫn đến là việc kết nối nó nhanh chính xác và đo lường cái kết quả chạy bộ của mình nó cũng chính xác theo, ví dụ như là về quãng đường, vị trí của mình đang đứng ở đâu trên bản đồ. Đó là những cái ưu điểm của Forerunner 955. Và đổi lại, khi mà mình sử dụng tất cả những cái kết nối đó thì thời lượng pin nó sẽ giảm hơn so với chỉ kết nối với một dịch vụ vệ tinh thôi. Nhưng mà được này thì mình mất cái kia. Dạ đúng rồi, kiểu cái này thì nó cũng tùy thuộc vào nhu cầu của người, đúng không anh? Dạ, sẽ có những lúc mà chúng ta bắt buộc phải cần sử dụng những cái vệ tinh như thế. Chính xác, tại vì khi mà mình đi ở những cái nơi, ví dụ như mình chạy bộ trong thành phố chẳng hạn, thì mình sẽ gặp rất là nhiều cái khu vực, nhiều nhà cao tầng, nó làm nhiều cái sóng của mình. Hoặc là mình chạy rừng, chạy khu vực hoang vu, cái việc định vị nó sẽ khó hơn so với bình thường. Ok, và một câu hỏi cuối cùng mà em muốn hỏi anh Minh Anh, đó chính là nãy giờ là hai anh em mình cũng nói khá là nhiều về phần tính năng của chiếc Garmin 955 này rồi, đúng không anh? Và em được nghe nãy giờ là có một cái bộ môn mà anh nhắc đến khá là nhiều, đó chính là bộ môn ba môn phối hợp. Vậy thì không biết là anh Minh Anh có thể chia sẻ trải nghiệm của anh khi mà đeo cái chiếc Garmin 955 này để mà tập luyện cái bộ môn này được không ạ? Hay quá, câu hỏi hay quá. Thì ba môn phối hợp là gồm ba phần thi: bơi, đạp xe và chạy bộ. Thì người chơi cần phải hoàn thành đủ cái cự ly và trong cái khoảng thời gian quy định của cái bộ môn này được tính là hoàn thành. Thì bản thân mình là người chơi ba môn phối hợp từ 2016, là 6 năm rồi.
Và đó cũng là thời điểm đầu tiên mình được trải nghiệm chiếc đồng hồ Foreigner 920 XT. Và đó cũng là cái đồng hồ tốt nhất về 3 mũi hộp tính từ thời điểm đó của Garmin. Và liên tục là những cái bản nâng cấp tiếp theo là 935, 955 và 955 hiện nay. Lý do tại sao mình thích, đầu tiên là vì nó rất là nhẹ. Trong 3 mũi phối hợp thì những cái cự ly mà mình đang chọn á, là có cái thời lượng vận động nó nhiều hơn đối với marathon đơn thuần. Có những cuộc thi mình cần hoàn thành trong vòng 10 mấy tiếng. Và sắp tới là mình có dự một cuộc thi ở Áo là tuần sau, là có cái thời gian quy định hoàn thành là 35 tiếng. Thì khi mà mình vận động liên tục như vậy thì một chiếc đồng hồ nhẹ và đo lường chính xác cái quãng đường, cái vận tốc và cái hiệu suất của mình, giúp cho việc là mình yên tâm thi đấu. Và cái nữa rằng là thời lượng pin nó đủ để đảm bảo mình có thể về đích mà pin nó chưa hết. Dạ. GPS chính xác, nhịp tim chính xác là những thứ mà mình mong chờ. Và sau khi mình thi về, hoặc là trong những cái buổi tập dài của mình như đạp xe từ tỉnh này qua tỉnh kia chẳng hạn, thì mình về mình có thể xem lại được cái hành trình của mình nó như thế nào. Dạ. Có thể là rút kinh nghiệm hoặc là đăng mạng xã hội chém gió. Dạ. Cái bộ môn 3 môn phối hợp này em nghe nói thêm là em cũng thấy nó khá là tốn sức đó anh. Ý là khi mà mình thi anh, là mình thi 3 môn liên tục luôn á anh. Nó sẽ là nối tiếp nhau, bơi xong mình sẽ lấy xe đạp mình đạp, và sau khi đạp xong cái cự ly yêu cầu thì mình sẽ cất xe đạp và mình mang giày chạy bộ mình chạy. Thì thực tế là khi mà cự ly nó càng dài á, thì cái tốc độ của mình nó sẽ không giống như là mình chạy nước rút hay là chạy bộ ở cự ly ngắn. Thì cái cường độ nhịp tim của mình nó không có như, không bị đẩy cao lên vùng zone 5 như là chạy cự ly ngắn. Với cái vùng nhịp tim vừa phải, tốc độ vừa phải, thì mình sẽ cần một cái sản phẩm tốt về pin và tốt về trọng lượng. Kiểu như là nếu mà cổ tay mình hơi nặng thì nó cũng hơi không có được thoải mái lắm. Chính xác. Dạ. Dạ vâng, thì đối với chiếc đồng hồ Garmin Foreigner 955 này thì sẽ đang được kinh doanh chính hãng tại Thế Giới Di Động với mức giá khá là hợp lý luôn. Đối với chiếc Garmin Foreigner 955 ấy thì sẽ có mức giá là 12.690.000. Còn đối với dòng Garmin Foreigner 955 Solar thì sẽ có mức giá cao hơn một tí là 15.290.000. Cảm ơn Minh Anh rất nhiều vì hôm nay đã giúp em biết thêm được rất là nhiều kiến thức về cái việc chạy bộ luôn anh. Kiểu từ đó tới giờ em chỉ nghĩ chạy bộ chỉ đơn thuần là xỏ giày vô và chạy. Đúng. Hồi xưa anh cũng nghe mấy ông anh nói vậy á. Cho đến khi là mình thấy rằng là chạy bộ nó đầu tư cũng nhiều thứ lắm. Dạ đúng rồi. Nó không chỉ đơn giản là một đôi giày về một bộ đồ. Chỉ không đơn giản là mình đi ra công viên mình chạy thôi đó. Nhờ cái buổi talk show về chiếc Garmin Foreigner 955 này thì bản thân mình cũng như là mình nghĩ là cũng như là đối với các bạn khán giả cũng sẽ có thêm rất là nhiều kinh nghiệm cũng như những cái tip về bộ môn chạy bộ cũng như là chiếc đồng hồ này. Thì một lần nữa em rất là cảm ơn anh vì đã tiếp tục đồng hành cùng với em trong buổi talk show này. Dạ, hy vọng là trong tương lai thì em với anh vẫn sẽ tiếp tục đồng hành với nhau trong những talk show khác. Dạ. Và bây giờ thì bye bye mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những buổi lần sau nha. Bye bye.